Một người New York bị buộc tội giúp đỡ phiến quân quốc gia Hồi giáo, tin từ Rochester, New York. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, một người Rochester, New York bị truy tố về tội danh tìm cách cung cấp hỗ trợ vật chất cho phiến quân quốc gia Hồi giáo, cũng như âm mưu giết chết chiến binh Hoa Kỳ trở về từ Afghanistan. Một bồi thẩm đoàn liên bang ở Rochester đọc bản cáo trạng gồm 7 tội danh của Mufid Al-Ghrib, 30 tuổi, sau cuộc điều tra của lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của FBI kết hợp với Rochester. Theo hồ sơ tòa án, bắt đầu từ năm ngoái, Mufid tìm cách giúp 3 người bay sang Syria để chiến đấu cho phiến quân quốc gia Hồi giáo. Tuy nhiên, 2 trong số 3 người này là nhân viên của FBI. Sau đó, FBI chế tạo một số vũ khí không hoạt động được trước khi nguồn tin bí mật này giao súng cho nghi can. Hiện nay, Mufid đang ngồi tù để chờ ra tòa. Trong 7 tội danh được đọc lên, có 3 tội danh hỗ trợ vật chất cho phiến quân quốc gia Hồi giáo. Mỗi một tội danh bản án tối đa là 15 năm tù. Đối với tội danh âm mưu giết chết binh sĩ Hoa Kỳ, nghi can phải đối mặt với 20 năm tù. Ngoài ra, nghi can cũng đối mặt với các cáo buộc sở hữu vũ khí và bộ phận giảm thanh. Cách đây một tuần, Tổng thống Obama kêu gọi thành lập liên minh quốc tế để chống lại phiến quân quốc gia Hồi giáo.